Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì cũng là ngày mùng 1 đầu tháng, thì là cửa hàng kính chúc toàn thể các bác yêu quạt trên mọi miền Tổ quốc một lời chào, lời chúc sức khỏe cũng như là cả tháng thuận buồm xuôi gió các bác nhé. Thì hôm nay cũng là một clip của ngày mùng 1, thì cũng là ngày nghỉ, ngày Chủ nhật, thì là em lên hơi muộn một chút thì các bác cảm thấy ok với dòng phẩm nào thì alo cho em nhé. Hôm nay thì em chủ yếu là lên những chiếc quạt đẹp thôi để các bác về các bác sở hữu trong mùa hè tới này, rất là hợp lý. Hôm nay thì em có một chiếc Hitachi, chiếc Hi hai đồng hồ, Hi mắt mắt ngọc các bác nhé. Một trong những dòng gần như đẹp xuất sắc các bác nhé, đẹp xuất sắc luôn. Các bác nhìn thì em sẽ quay chi tiết cho các bác để các bác thấy. Thứ nhất là bản logo đi để các bác có nhìn thấy, mới kính cong luôn, kính cong luôn nhá các bác nhá, mới chưa từng thấy luôn. Các bác nhìn chưa? Cánh cũng vậy nhá, cánh của nó cũng mới đét. Lồng thì lồng mạ mới cứng cựa các bác. Lồng mạ mới cứng cựa luôn. Một chiếc mà em tuyển gần như là để hôm nay là ngày mùng 1 để lên cho các bác với cái giá mà cực kỳ là đẹp nhất gần như từ trước này. Nếu bình thông thường những chiếc này không phải ngày mùng 1 thì có tầm giá khoảng 5 triệu rưỡi các bác nhá. Nếu ngày không phải mùng 1 có thể còn hơn, vì là nếu những chiếc này nó quá mới rồi. Các bác nhìn từ cái khóa lồng này, các bác nhìn từ những cái vành của nó này, lồng mạ này em quay rất chi tiết luôn các bác nhá. Sáng như xoay gương luôn, thực sự là đẹp 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 gần như là cắt điện luôn các bác. Đây bản chất một chiếc quạt cánh màu xanh lá, cánh 30, lồng cũng vậy, bầu cũng vậy, bầu của nó gần như là mới tinh các bác nhìn. Ốp áp các bác nhìn thấy nó mới chưa? Đây em đặt máy cho các bác để các bác nhìn nhá, thật rõ thật nét, không cần phải ban luôn về độ đẹp. Đây là một chiếc Hitachi cực kỳ là đẹp, vang sắt, thân cột bóng như xoay gương. Đây các bác nhìn nhá, mặt sàn đẹp. Đây các bác nhìn, đây mặt của nó, đây đồng hồ này. Đây là từ dòng này, nó gọi là Hi mắt ngọc các bác nhá, nó trong cái top quạt đẹp, cốt top quạt đẹp các bác nhìn. Vân gỗ, vân gỗ thì quá xuất sắc rồi, nói em gì, chiếc đẹp đẹp thực sự luôn, từ bầu từ cổ mới toanh 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 luôn. Đấy. Nhìn cái độ đẹp của nó thì không thể chê nó được, ngất ngần ngật luôn các bác nhìn. Ui, khóa của nó cũng là khóa cũng là màu này luôn, khóa đây là khóa lên xuống chiếc quạt thì khóa lại nha các bác nhá, rất là tuyệt vời luôn, đẹp. Các bác nhìn thấy những cái phần ốp áp của nó là lốc sáng choang, ốp viền viết này, đúng là tuyệt vời luôn. Nếu mà nói để mà hôm nay là đây là một ngày mùng 1 thì các bác là một sở hữu được chiếc Hitachi đẹp này, mẹ gió thì quá là tuyệt vời, mà giá thì quá là ok, đẹp từ chân lên đến đầu. Đồng hồ cáp, đồng hồ hẹn giờ các bác nhìn nó mới như cứng cựa luôn. Cái đồng hồ nó đây các bác nhìn thấy chưa, nhìn thấy ông mê luôn. Dòng này thì nó có cả số ngủ này, đây số ngủ này đấy, mà gió của nó thì là đúng là chất lượng, gọi là không còn gì phải bàn luôn. Và kể cả là mạ, lồng mạ mới cứng, cánh đẹp sáng như soi gương, tất cả có chiếc này thì không có điểm trừ, không có điểm trừ các bác nhá. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng mà đây này, giá là em nói luôn là em bán mà cũng không phải mặc cả, vì bác nào ưng thì mua, không ưng thì xem các bác nhá. Đấy, vì là những chiếc quạt đẹp này thì em cũng nói luôn là các bác ưng thì mua, không ưng thì xem. Đấy, để mình biết được là những chiếc nó đẹp thì giá trị nó khác ở chỗ nào. Chiếc này mã số của nó là 73 và em đang bán ra với giá là 5 triệu đồng nhá. Giá này thì em bán tại cửa hàng, các bác có nhu cầu mà chuyển điện 220 thì cộng
100k, còn bây giờ chuyển khoản hết thì em sẽ bao ship. À, các bác nhé, cọc thì các bác chịu tiền ship thôi. Cọc và tối thiểu là 500k trở lên các bác nhé. Tiếp theo thì với những bác mà yêu thích quạt đẹp để mùa hè này mình sử dụng trong 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 gia đình nhà mình. Chiếc này thì một trong những chiếc quạt Nhật rất là tuyệt vời. Nó là thương hiệu của nó là cũng là dòng của chị em ấy là Fuji, đó là đúng của nó luôn. Đây là các bác nhìn, thứ nhất là cái lồng mạ này, đây này lồng mạ sáng này, các bác nhìn nhé, từng cái lan một này, em sẽ cho các bác xem đây này. Thứ nhất là cái lồng mạ này và nó có tuổi cũng rất là cao, nhưng mà mạ của nó thì quá là tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Logo sáng quắc, các bác nhìn chữ liu quắc này có đẹp long lanh luôn nhé. Chiếc này thì là nó rất là tuyệt vời, là cũng 3 số các bác nhé, có 3 số, số gạt 3 số, và nó có cả đồng hồ hiện giờ các bác nhé, nó lại có cả đồng hồ hiện giờ. Những dòng này thì là nó là quạt đẹp mặt nhôm, mặt này mặt nhôm nhé. Còn đây tất cả của nó, hình thức của nó rất là đẹp, một chiếc quạt không có một tì vết, là gần như là độ đẹp từ chân đến đầu. Cánh 30 đẹp xuất sắc luôn. Các bác nhìn mặt thân, các bác nhìn cái bề mặt của nó, có gì này, nó đẹp quá là tuyệt vời luôn. Với một chiếc quạt bàn mà nói là đẳng cấp, số trượt mới két, tem mà mới tinh, có gì nhìn tem của nó còn mới tinh nhé. Đấy, các bác nhìn nha, đấy, tem mới tinh luôn. Dây cũng vậy nhá, dây nguồn của nó này mới luôn, đẹp long lanh luôn. Các bác nhìn nha, mềm nhũn, phích cắm xịn. Đấy, cắm này, các bác nhìn nè, đấy những chiếc nó đẹp như này, bầu trắng tốt, bầu trắng nõn này, bầu này. Các bác nhìn nhá, đẹp, một chiếc quạt không có một tì vết nào, nếu nói để mà không một tì vết nào luôn về cái hình thức cũng như là độ đẹp. Nếu chiếc này thì thông thường ấy là cũng giá của nó cũng khá là cao, nhưng mà hôm nay là cũng là ngày mùng 1 ấy, em nói luôn là em đã bán đều có giá để cân đối cho các bác rồi. Và các bác nếu không mua được ở cái tầm thời điểm đầu tháng này thì là chắc chắn là các bác muốn mua tiếp theo là nó cũng là giá nó sẽ cao hơn một chút, vì là bây giờ bắt đầu nó sang chớm đầu mùa nóng rồi, mùa gọi mùa hè rồi, nên giá quạt nó cũng cao lên một chút rồi. Chiếc này là một trong những chiếc quạt cánh 30, quạt bàn đẹp, gió êm, chất lượng. Đấy, với lại có cả đồng hồ hiện giờ, các bác mẹ lồng mạ nữa. Bác nào yêu thích thì alo cho em nhé. Chiếc này mã số nó 72 và có giá là 1.600.000 đồng. Đấy, tuyệt vời luôn. Để các bác nhìn. Đấy, lồng mạ. Đấy, dòng chiếc quạt thì không thể chê nó ở đâu được. Nó một chiếc quạt bàn tuyệt vời luôn. Rất thích. Đấy, mà đẹp từ chân đến đầu luôn. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác chiếc tiếp theo là chiếc Sanyo. Chiếc Sanyo này là cánh màu xanh rêu các bác nhé, cánh màu xanh rêu. Chiếc này đời máy Z motor, bầu vuông bầu vát các bác nhé. Máy Z motor thì các bác biết rồi, về cái chất lượng mà khi em vẫn nói là những cái đời quạt mà cái bầu vuông bầu vát này và cái chất lượng của máy là nó là đời Z motor ấy, nên là cái chất lượng máy nó là máy đúc, nên là nó hoạt động nó rất là ok. Đấy, chất lượng. Thứ hai nữa là cánh của chiếc này nó là dòng cánh màu xanh rêu, nên là những bác mà yêu thích màu xanh rêu thì là cũng rất là tuyệt vời. Thứ hai nữa là chiếc này đế của nó là đế sắt nhé, đế dưới này, đế sắt này, tí em sẽ lật đế sắt cho các bác xem. Đấy, mặt này là mặt nhôm,
mặt nhôm 3D, tức là cái kẻ này là 3D. Các bác nhìn đây là nó là độ sáng đậm, là nó theo theo ấy nhá, theo cái phong cách 3D của họ là họ làm nhá, chứ không phải là sao lại đậm nó nhạt. Đây là các bác nhìn này, nó sẽ cân đối nhau ở từ cả hai bên, tức là bên này và bên này là như nhau. Đây này, nó đều, tức là nó kẻ đều. Đấy. Nó là một trong những cái mặt nhôm đẹp nhá, đẹp sáng đẹp. À, phím số cũng ok này. Chân đế cũng vậy này. Chân đế của nó là đế sắt, không có một tì vết nào luôn, tức là cũng không có bị vết, mà từ hình thức cũng đẹp, tem nhá. Các bác nhìn đời là tem tem giấy bạc, nên là cái tem này cũng không bao giờ mờ được, nó bị đời 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 máy Z motor này nó là như thế, nó là tem giấy bạc này, nó rất là bền, nó là đời trước. Và hai nữa là chiếc này thì nó lại được cả cả mọi hình thức, cả dây dợ, cả phích cắm đấy, vẫn còn nguyên và đẹp. Đây, dây của nó vẫn còn chữ luôn các bác nhé. Đây, các bác nhìn là chữ của nó này. Đây, dây vẫn còn chữ luôn. Đây, các bác nhìn nhé. Đấy, vẫn còn chữ số luôn, tức là cái chiếc này của nó là gần như người ta giữ gìn rất là tốt luôn nhé. Người ta giữ cực tốt luôn, thì lên lên là cái dây của nó vẫn đẹp mà vẫn còn chữ luôn. Để các bác nhìn này, đấy, vẫn còn chữ số luôn, đầy đủ luôn. Đây là một trong những chiếc quạt cực kỳ là đẹp, cực kỳ là đẹp luôn. Nếu nói về để những chiếc quạt cổ mà đời sâu sâu như này, tầm năm gọi là vào những năm 60 mà nó còn những chiếc quạt đẹp như này, mà từ lồng này, lồng nó vẫn là đẹp, lồng xi nhá, không có một tì vết gì luôn nhá. Tức là nó đẹp cả trước con sau luôn các bác nhé, đẹp cả trước con sau luôn, rất sạch sẽ, gió êm, chất lượng, cánh rêu, giá thì rất là bình dân với những bác mà thích. Còn những bác mà muốn mua những chiếc quạt mà họ đánh đống đổ đống ấy, thì về thì các bác là chắc chắn là cũng không dùng được, vì là nhà em thì trong em sẽ là hàng tuyển chọn luôn. Mã số nó là 71 và có giá là 1.300.000 đồng. Bác nào quan tâm thì alo cho em nhé. Cánh 30 đấy. Giá đúng là giá hợp lý luôn. Với những chiếc này thì không phải bàn luôn về chất đấy. Mùa hè thì có bao nhiêu cũng hết thôi, vì là những dòng quạt đẹp như này đấy. Cánh rêu đẹp đây. Bao cổ cánh ngành tít nhé đấy. Giá có 1.300.000 thôi đấy. Bác đã sở hữu được rồi. Thân chân đế là đẹp đấy. Mặt nhôm. Tiếp theo thì em sẽ lên các bác, đây là một chiếc La Tiona bàn. Đây là dòng đời La Bứt Tốc. La Bứt Tốc thì các bác sẽ được thấy là nó ra sao. Thứ nhất, nó là cánh ốc nhôm đó nhá, cánh ốc nhôm. Đấy, logo đấy, rất là tuyệt vời này. Hai nữa là mặt này này, số này là nhôm này. Số này là lao bọc như là mặt đấy, rất là tuyệt vời nhá các bác nhá. Mặt mặt hộp số này của nó là mặt nhôm rất là đẹp đấy. Nó là một thương hiệu Latina rất là nổi tiếng này. Hai nữa, chiếc này nó đẹp như này, các bác nhìn cái phần thân của nó này, trắng bốp này, để màu trắng sứ này vẫn còn nguyên này. Chân đế sắt này, không nói này. Các bác nhìn nhá, đây là trắng sứ này à, thân cột trắng muốt, các bác nhìn nhá, trắng muốt luôn, từ màu thân. Đây các bác nhìn em sẽ xoay rất là kỹ cho các bác để các bác nhìn thấy. Trắng này. Và không có chiếc nào mà lại có màu trắng đều như này. Tức là đa phần là các bác thấy rồi, sẽ nó khác biệt nhau về từ màu này, từ cổ này và thân này và bầu. Thì chỉ có duy nhất một chiếc như thế này. Tức là 100 chiếc thì may nó sẽ có lại có một chiếc mới có màu đều như thế. Tức là gần như vậy. Đem tiếc còn nguyên này. Đấy. Thân này, cột này. Đấy, thân trắng này. Bầu trắng này đều tăm tắp luôn, từ trên xuống dưới trắng tinh, màu trắng sứ. Các bác nhìn chưa, bóng chưa, đẹp chưa, dây dạ cũng còn mới cứng luôn. Đây, phích cắm này trắng tốt đây, các bác nhìn nha, dây còn vẫn còn chữ số này, vẫn còn chữ luôn này, các bác nhìn nhá. Đấy, tức là những chiếc đẹp như này là thông thường là nhà em là bao giờ nhà em cũng sẽ tuyển rất là kỹ đấy, cho dù là hàng mua thẳng từ bên Nhật nhưng mà rất là kỹ luôn, với hàng đẹp giá cũng rất là hợp lý. Chứ còn nếu các bác mà mua Nhật những
Hàng đánh đống ấy thì chắc chắn các bác không bao giờ có những chiếc như này, chắc chắn là như vậy, mà chỉ yếu là không thì là đuôi què mẻ sứt, chứ không bao giờ lại nguyên vẹn mà đẹp đẽ như thế, đẹp từ chân đến đầu như thế, không bao giờ có các bác nhé. Tiền nào thì của đấy thôi các bác ạ, tiền nào của đấy thôi. Còn các bác mà thích những chiếc quạt bàn, những quạt rẻ tiền ấy, thì rồi các bác cũng về các bác cũng không dùng được, rồi các bác cũng lại chán thôi. Đấy, vì là cái rất nhiều bác cũng là trong cái tình trạng như thế rồi, cứ bảo là rẻ lắm mới rẻ vừa, thế mà mua về thì không dùng được. Đấy, các bác thấy rồi, mà cái trường hợp đấy này thì không thể tránh được rồi. Đấy, rất là tuyệt vời luôn nhé, lồng sáng từ trong ra ngoài luôn, lồng lồng si. Và hai nữa đây các bác, em sẽ cho các bác xem đây là cái dòng cánh nhôm, ốc nhôm nhé. La bứt tốc thì nó sẽ đắt hơn những cái la thường một chút, vì là thứ nhất là đắt về cánh, ốc là của nó là ốc nhôm đấy, ốc nhôm mà ốc to. Các bác nhìn đây, đây này, đây là ốc nhôm nhé. Những người mà hiểu biết ấy thì mà đã sử dụng rồi thì rất là ok luôn, không phải tả nhiều. Còn lồng của nó thì sáng từ trong ra ngoài luôn đấy, tất cả là zin đét re hết nhé các bác nhá, không phải bàn luôn về chất luôn. Những chiếc như này thì không bàn luôn về chất luôn, mà nó quá là chất lượng rồi, nên các bác không phải nghĩ ngợi gì hết nếu mà dùng với những chiếc này. Đấy, các bác mà có nhu cầu mà chuyển điện sang 220 ấy, để sử dụng ngay cho nó sướng ấy, thì cộng thêm 100k nhé các bác nhé. Mà cứ chuyển khoản hết thì để em sẽ bao ship thôi, vì những chiếc quạt đẹp nên là giá tiền của nó cũng cũng hợp lý thôi, chứ không phải là cái gì mà ghê gớm cả, các bác cứ hỏi ở đâu vậy thôi. Chiếc này là mã số của nó là 70 và có giá là 1.600.000 đồng các bác nhé. Đấy, nó sẽ các bác rồi các bác sẽ biết là cái khác biệt nó là cái gì, thì các bác em đã nói rồi để các bác tham khảo. Đấy, còn không mua cái này thì các bác sẽ mua cái khác, không đợt này thì các bác sẽ mua đợt 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 khác. Thế nhưng mà các bác phải tham khảo thì các bác mới sẽ hiểu được. Còn quạt đẹp thì không làm thế nào mà giấu các bác được. Bây giờ nếu mà quạt xấu thì bảo là giấu, nhưng còn quạt đẹp quay các bác nhìn thấy rõ rồi. Nên các bác thì các bác alo cho em nhé. Mã số 70 có giá là 1.600.000 đồng. Vì hôm nay thì em cũng chỉ giới thiệu như thế thôi. Còn nhà em thì còn có cũng còn một số dòng vật phẩm như các bác thích thì cứ alo cho em. Hoặc là đến tận cửa hàng để xem hàng trực tiếp nhé. Em xin hẹn các bác ở video clip sau.